Gì? Không, sao vậy? À, ừ cái này biết rồi. Ừ, nghe y chang. Ừ. Chơi làng quê mùa không không ừ. Không chọn được ai hết rồi tình cờ có một anh chàng sinh viên bị lỡ chuyến xe thì phát thích thật nhẹ thì phát tốt một đêm á ừ. Làm cho ba nàng ba cô gái cũng thích ừ y chang một y chang kia không ừ thì đúng rồi cái bài hát này bật trong lúc mà cái thì vỏ mà ừ rồi. Bật bật xuống luôn mà ừ. Vô cái khúc đầu vô khúc cuối luôn nhưng mà vấn đề là ấy là cái cảm ơn cái viết từ cái bộ ừ. Từ cái bài này luôn rồi. Ừ. Đó là quá y chang luôn em kiếm. Ừ. Bởi vậy thì mới chương trình này coi là mấy con nguyên chương trình chứ không phải là chỉ coi hài không.